Xin chào mọi người, ngay bây giờ là 6 giờ tối chủ thứ bảy, và mình trên đường về lại thành phố Đà Lạt. Ngày mai chủ nhật mình sẽ có ở thành phố và mình sẽ đẩy ra rất là nhiều giá trị, cũng giống như là có thể là mình sẽ có một cái phát trực tuyến để bù đáp lại nguyên cái tuần này mình không có phát trực tuyến. Về tín hiệu thì hôm nay những giờ sáng đầu ngày hôm nay 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ là mình đã gửi tín hiệu cho bạn rồi. Sáng hôm nay 4 tín hiệu. Tín hiệu tương lai thì chuẩn bị được đẩy ra. Cái thị trường thương gường cuối tuần nếu mà nó có bay bổng thì nó sẽ bay bổng cuối ngày chủ nhật. Mà cuối ngày chủ nhật có nghĩa là cái khung giờ ở bên Mỹ chứ không phải là khung giờ ở Việt Nam. Ok, thì nó là vậy. Chuẩn bị tới đây là mình coi mình ngừng vô chỗ nào mình ăn tối chút xíu là mình lên đường mình đi. Và trên cái con đường đi từ đây lên trên thành phố Đà Lạt, ok, thì mình sẽ gọi là cập nhật cho bạn rất là nhiều thông tin nha, rất là nhiều thông tin, rất là nhiều thông tin về tiền điện tử và những cái rò rỉ nó đang xảy ra trong tiền điện tử ngay bây giờ. Ok, đồng tiền đang được rót vào đâu. Ok, biết là vừa rồi, một tuần vừa rồi là mình đi lo giấy tờ và cũng là du lịch cho mấy đứa nhỏ, nhưng thông tin thì vẫn cập nhật hàng ngày. Ok, thì chút nữa là mình chuẩn bị đây là mình có một cái cuộc lái xe đâu khoảng cỡ 3 tiếng rưỡi. Buổi tối thì có vẻ là chậm hơn chút xíu, thì mình sẽ dành cái thời gian đó cho mọi người. Ok, vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này.